Thầy xin chào các em. Trong buổi ngày hôm nay thì cho mình sang cái nội dung thứ năm liên quan đến Casio uh, truy hồi tìm uh, giá trị của gần đúng của nguyên hàm khi biết uh, cái uh, phương trình đạo hàm. Ok, nội dung buổi ngày hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu ông ta uh, trong trường hợp này có 8 câu. Đó. Rồi ta đi vào câu số 1. Với câu số 1 này thì uh, chúng ta sẽ xử lý như nào đây? Trước tiên thì với cái dạng chúng ta sử dụng Casio truy hồi này thì chúng ta sẽ có các bước như sau. Bước thứ nhất là bước 1 này. Bước 1 ta rút y f'x ra, f'x trong cái phương trình hàm ra. Thì ta có f'x này. Thế là bằng x mũ 3. Cộng với 2x. Nhân căn của x bình cộng 1. Rồi chia cho. fx rồi chúng ta chuyển sang f phẩy chính là y phẩy này y phẩy này bằng này x mũ 3 này cộng với 2 x này rồi nhân với căn của x bình cộng 1 rồi ok rồi chia cho chia cho y đó chuyển thế rồi được chưa rồi đến đây là bước 1 À, nếu như trong trường hợp mà phương trình thì chúng ta phải rút ra. À, nếu như có y phải rồi chúng ta không phải rút nữa. Và chúng ta sang bước số 2. Bước 2. Ta tiến hành nhập máy tính. X bằng X cộng với H. Đó, cộng hoặc trừ. Khi nào cộng và khi nào trừ thì thầy sẽ nói sau. Đấy. Ví dụ trong cái bài số 1 này. À, người ta cho F0. Mà tìm yêu cầu f bình của 3 tức là đến biệt f3 thì chúng ta tăng tăng thì người ta sẽ cộng cộng h còn nếu giảm người cho ví dụ cho f3 mà tính f0 thì giảm thì là trừ đó, thì chúng ta sẽ nói sau tại sao thế tí nữa thầy sẽ viết biểu thức ra chúng ta sẽ hiểu x bằng x cộng h hai chấm này y bằng y cộng với h nhân với y phải đó h là cái gì là cái bước bước mà chúng ta thấy rằng là để thay đổi được giống như là chúng ta thấy là delta sau này chính nó chính là cái thằng delta x của chúng ta đấy, delta x à, thay đổi ấy. À. Mà nếu như trong trường hợp này càng nhỏ thì nó càng tiến tới gì? Cái thằng y' phải này thực chất nó là cái gì? Nó là cái gì thì thầy sẽ nói qua về chúng ta sẽ hiểu tại sao nó có biểu thức này. Thứ nhất là chúng ta à, nhớ lại là lớp 11 chúng ta có cái 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 xác định là y' phải y phải hay là f phải đấy f phải x này chính là bằng gì bằng lim của f x cộng với delta x trừ đi f x rồi chia cho delta x khi delta x tiến tới không đó tức là delta x tiến tới rất là nhỏ thì chúng ta cái cái tỷ số này giới à, hạn của tỷ số này sẽ là f x đó thế nên bây giờ mình cứ tạm thời mình bỏ cái lim này đi đó thì ta xác định là f phẩy x này đó chính là bằng f của x cộng delta x trừ đi f chia cho delta x rồi mình cứ hiểu như thế đã bây giờ mình quy đồng nên mình rút ra mình rút ra thì ta rút ra được là f của x cộng delta x thì bằng f x cộng với delta x nhân với f x đó Chúng ta nhìn đây có giống giống hình ảnh này, y bằng y cộng với h nhân y phải y đây bằng y cộng với h nhân y phải Thực ra đây là một cái phép là chúng ta thấy là nó thế ngược trở lại y bằng y sau thì bằng y trước cộng với h nhân với y phải Đó, thì đây y sau này, đây là y sau này, tức là y tại cái giá trị x cộng delta x thì bằng cái y ở trước đó y với x. Đấy, cộng với delta x nhân với y phải thì chính là biểu thức này. Thế còn x này thì chính là cái x x sau thì bằng x trước cộng với delta x x sau thì bằng x trước cộng delta x rồi thay đây và ta bấm liên tiếp thì đến chúng ta cứ cho x nó tăng dần tăng dần lên cứ cộng một đoạn nó hát lên thì cuối cùng ta sẽ tìm được cái biểu thức cuối cùng là cái giá trị x cộng với delta x là bằng gì? Nó bằng bằng cái giá trị ví dụ căn 3 là giá trị tại đó thì là chính là cái y này đấy chúng ta lưu dụ vậy thế còn nếu như trong trường hợp mà nó giảm xuống tức là cho cái thằng lớn mà tìm thằng nhỏ thì ta ngược lại đây rút rút chuyển vế thôi từ đây chuyển vế sang đúng không thì có phải là fx là cái thằng nhỏ hơn thằng này đúng không nhỉ thì có phải bằng f của x cộng với delta x trừ đi delta x nhân với f và x đó thì cái biểu thức cái này biểu thức sau này x này này chính là bằng x này trừ đi đen đấy ít thôi đúng không và cái thằng y sau này thì bằng y trước trừ đi đây thì lúc này khi mà nó giảm xuống thì chỗ này chúng ta thay nó là thành trừ h hát lương dương rồi thằng này là trừ đúng chưa chính là chính cái biểu thức sau này nó giảm thì nó có dấu trừ còn cộng là tăng thì nó dấu cộng ok thế đến đây thì mình sẽ cái gì sẽ can đó c can X bằng gì? X bằng cái giá trị đầu tiên vì trong trường hợp này là giá trị ban đầu, giá trị x không. Đó và à, y chính là bằng f tại x không ban đầu. Đó. Tôi ấn bằng liên tiếp cho đến x bằng cái giá trị thì, um, a đi. nó cần cần tìm. nó trong trường hợp này nó x bằng bằng căn ba đó. Đó thì ta sẽ cái thằng y tại cái cái a này này chính là bằng kết quả y của chúng ta rồi đến đây chúng ta sẽ nhập vào cái bài toán thế với cái bài toán của chúng ta thì chúng ta sẽ nhập như nào Đây, cái bài đầu tiên thì thầy sẽ viết luôn biểu thức chúng ta nhá thứ nhất là vừa rồi chúng ta rút ra được là y phẩy bằng bao nhiêu y phẩy chúng ta sẽ bằng là x mũ 3 này cộng với 2 x nhân với căn của x bình cộng 1 chia cho y đúng không rồi Bây giờ nhập máy tính này. X bằng X cộng H. H này là cái gì? Thì thông thường H này chính là chúng ta nhìn lại điểm từ cái giá trị cuối cho đến cái giá trị đầu tiên này là căn 3 trừ đi 0 là căn 3. Mà ví dụ mình có thể mình cộng với là căn 3 chia cho 20 hoặc 40 hoặc 60, 80. Nói chung là chia càng to, mẫu số càng to thì cái cái H này càng nhỏ hay là cái delta X càng nhỏ thì nó càng chính xác. Đó. Vậy thì chúng ta mức độ chính xác của cái cái phép toán này nó phụ thuộc vào cái mà chúng ta cái mẫu chia này càng lớn này. Đó thì càng nhỏ delta ta vì chúng ta thấy là uh, lim của cái biểu thức đó khi delta x tiến tới không mà càng nhỏ tức là càng tiến tới không thì nó càng chính xác. Đó. Thế nhưng tuy nhiên càng nhỏ khi khi cái này càng nhỏ thì để tiến từ cái giá trị không cho đến căn 3 này chúng ta phải bấm rất là nhiều. Đó, bấm rất là mỏi tay, do đó chúng ta sẽ tùy thuộc vào mức độ sát của các đáp án này mà ta cho nhỏ hay cho to à, thông thường ấy là chúng ta phải bấm máy kết quả trước à, thằng này bằng bao nhiêu tí là thầy bấm máy luôn kết quả bao nhiêu thì thầy, ta sẽ chọn cái thằng hát này thông thường thì mình cứ 20 hoặc 40 60 80 Ví dụ thầy cho cứ tổng khoảng 40 đi nhá tạm thời 40 đi xem thế nào đó rồi y sẽ bằng y cộng với căn 3 trên phần 40 này nhân vĩ phẩy tức là nhân biểu thức này x mũ 3 cộng với 2x với căn của x bình cộng 1 rồi chia cho y. Đó. bây giờ mình can x bằng mấy? x chính là bằng giá trị này, x0 này. 1 0. Và y thì bằng gì? y chính là 4 trên căn 10 15. Rồi ấn bằng liên tiếp. Đó. Bao giờ đến x bằng x bằng căn 3 thì ấn dấu bằng thì ta được y. Đó nó bằng tiếp thì ta được đi y, y bằng bao nhiêu Đấy thì chúng ta đây chính cái giá trị là gì là tại bằng f tại cắn căn ba đó chúng ta bình phương lên thì được kết quả được chưa nhỉ rồi ok trước tiên thì ta sẽ bấm các kết quả này để tí ta xem nó sẽ sát với kết quả nào nhất rồi trước tiên ta bấm kết quả A xem nó sắp xỉ bao nhiêu nhá Thứ nhất là 272 phần 15 272 phần 15 bằng là 18,13 đúng không 18 đây bằng 18,13 rồi tiếp tục à, 136 phần 15 136 chia cho 15 bằng 9 à, chỗ này bằng 9 tấp xỉ 9,06 à khá xa khá nhà khá là xa nhau nên chúng ta cũng yên tâm 68 phần 15 đó 68 phần 15 đúng không không phải ôi 68 ô sao lại chia đây? 68 phần 15 bằng à, 4,53 4,53 34 phần 15 2,26 Rồi 2,26 Tóm lại là khác xa nhau Nên là chúng ta thấy cũng không cần phải cho nó gì Nó quá nhỏ đâu Ở 20 là cũng được chắc cũng được thôi 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 kệ nó chúng ta cứ cho 40 đi nha Bắt đầu chúng ta ấn này, x bằng này bằng x cộng với căn 3 40 rồi hai chấm nha nhớ ấn dấu hai chấm alpha hai chấm này chúng ta đây. nó sẽ thực hiện tuần tự rồi alpha y alpha bằng alpha y cộng đấy căn 3 chia cho 40 rồi nhân với mình nhân đi đó. phân thức ở ngoặc ra Ui này, nhập là nhàng quá nhỉ x mũ 3 cộng 2x nhân với căn của x x bình x bình cộng 1 rồi chia cho y rồi ok nha. Xong rồi, xem kiểm tra nhập đúng chưa đã. Đó, chắc là đúng rồi. Ok. Rồi mình can này. x bằng 0. y bằng 4 chia cho căn 15. 4 chia cho căn 15. Rồi ok, bằng. Đó. Tiếp tục này, ấn này ấn cứ bằng liên tiếp đi mạnh dạng 40 lần cơ mà nó cứ ấn mạnh dạng bao giờ đến căn 3 thì dừng <laughs> 19 rồi, sắp đến 20, 20 phần 39. Đó, đây căn 3 này. Ấn một cái nữa. Được chưa? Rồi, thì đây chính là gì? Giá trị y này. Đó, y bằng 4,39, được chưa? 4,39. Thì chúng ta sẽ ấn AC xong lấy y bình bởi vì đây là đang ép bình của căn 3 đúng không? Đây là ép căn 3 thôi. F căn 3 chứ phải bình phương, bây giờ bình phương cái kết quả lên. Hiện ta bình phương lên 4416. 16, 16 chỗ này tầm cũng khoảng gần gần 18 đấy đúng không? Khả năng đáp án A để chưa nhỉ? Đó, người ta nhìn đây. Đó. một là ta tốt nhất là ta cứ store vào A đi, store biến A. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ alpha A bình phương bằng bao nhiêu? 19 27. phải khá sát này A đúng không? Đó, vậy chúng ta khoanh vào đáp án A thôi. chưa nhỉ? Các, các kết quả xa nhau này thì chúng ta không 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 đáng ngại lắm nào Ok đây câu số 1 là như vậy à, tiếp tục tôi sang câu 2 câu 2 này câu 2 cũng vậy thôi trong trường hợp này chúng ta thấy là F1 bằng này F4 vậy thì tăng đúng không từ 1 đến 4 là tăng rồi Vậy ta rút ra fx ta rút rút ra y phải luôn nhá Y phải bằng này. Rồi chuyển về sang. Làm ta có 3 x bình. Căn x. Trừ đi. Rồi chia cho. 2x. Đó. Đây y phải. Vậy ta nhập thôi x bằng. Đây cũng khá là xa nhau đúng không nhỉ? 14, 16 chắc hơn nhau hai đơn vị thôi. Khá là xa nhau. Rồi mình cứ x cộng với. Trong trường hợp này 4 đến 1 là 3 đơn vị đúng không? 4 trừ đi 1 là còn 3. 3 đơn vị 3 phần 40 xem nào. 3 phần 40 hay 3 phần... Thôi mình cứ 3 phần 40 đi. Hay là 3 phần 60 cũng được. Tùy. Nha. 3 phần 60 thì bấm hơi... Thằng này nó xa nhau rồi thì chắc chúng ta cần 3 phần 40 thôi. 40 lần giống vừa rồi. Đó. Rồi y. Bằng y. Cộng với 3 phần 40. Nhân vị y phải. Rồi bây giờ ta nhập nhé. Nhập luôn này. đây x bằng x cộng với 3 phần 40 rồi 2 chấm y bằng cộng với 3 phần 40 nhân y phải nhân với phân thức 3x bình căn x rồi trừ y chia cho 2x ok bây giờ can x bằng mấy x bằng 1 và 1 phần 2 x bằng 1 1 phần 2 tức là 0,5 à, rồi ấn liên tiếp đi bao giờ cho đến 4 thì dừng đúng không rồi bấm nhanh vào đó À, bấm liên tiếp liên tiếp 3 phần 2 thì sao nhỉ Đó. biết được bao nhiêu rồi ví dụ mấy rồi bao giờ, à, giờ đi 4 nè đúng không chung bao nhiêu rồi nhỉ? 40 phần 8, phần 4 chưa? ôi sao nó to này, 11 phần 2, 5 phần mấy rồi, ôi chết rồi, mình vượt quá rồi, 11 phần 2 11 một phần hai thì năm mới nhiêu rồi mà ôi chết 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 không lấy được lại rồi bấm tít quá rồi ôi thế nào nào thế vượt quá rồi ừ uhm, nhanh quá đây chúng ta thấy năm phải mấy rồi đấy là phải nhập lại rồi ờ à. đúng không đấy lại biểu thức này sau ta lấy lại biểu thức rồi. Ok nha. Thế đấy chúng ta gạt lại biểu thức lấy lại biểu thức nhé, không phải nhập lại đâu. Rồi. Đó. Đó ok, vẫn thế là mình lại làm lại này. mình lại can lại. Can x bằng 0. À đâu bằng 1 chứ. Y bằng 1 lại bằng 1 này, lại là này, làm lại từ đầu. Đấy. y bằng 0.5. Rồi, bấm tít quá. Đấy. Chưa. Rồi, ba ok rồi Thế thôi mình cứ từ từ đây 7 phần 4 5 2 rồi 2,5 rồi Ôi, còn xa lắm Đây x bằng 4 này. Đó là y bằng 16,44. 16,44 thì khoanh vào đáp án D. Đúng không? Rồi. Ok. Đó. Nha. À khoanh vào đáp án D, đi. được chưa nhỉ? Đó, ok. Đấy. 16,44 là như vậy. Xong. Ok câu 2 thì vừa rồi bấm tít quá. Đấy, phải làm lại. Câu số 2 là xong nha. À, tiếp tục sang câu 3. Câu 3 này thì chúng ta đây là F phẩy x bình phương, do đó ta rút ra. À, rút ra thì chúng ta sẽ rút ra là F x là bằng căn của F x nhân với E x. Đó. Hay là cái khác là Y phẩy bằng căn của Y nhân với E x. Rồi, Chúng ta sẽ nhập thôi. X bằng x cộng với bao nhiêu đây? 2 đến 0 mình cũng 2 trên 40 đi, đúng không? 2 chia cho 40. Được ra bằng 1/20. Đúng không? Hai chấm này y bằng 40 được 60 được 80 được bao nhiêu cũng được nhá, tùy nhá. Nhưng thông thường thì chúng ta sẽ thấy là ví dụ như 2/40 thì từ cái số 0 đến số 2 này này, chúng ta phải có 40 tức là khoảng 40 41 à, cái cái bước đấy đúng không đó chúng ta chú ý như vậy đấy. y bằng y cộng đây tăng đúng không cộng với 2 phần 40 của à, y phải y phải chính là căn của y nhân với em x rồi ok xem nó đến đâu ở ta nhập nha Rồi, x bằng cộng với 2 phần 40 tức là 1 phần 20 đúng không 1 phần 20 đi đó rồi 2 chấm y bằng y cộng 1 phần 40 20 của y phải tức là căn an và y nhân với em mũi rồi bây giờ mình can này x đã bằng không y bằng 2. đó bằng bằng à ví dụ như này thầy à. À, thầy thầy chú ý chúng ta này ví dụ như như vừa rồi nhé như vừa rồi mà thầy bấm quá và bây giờ mình nhập lại thì nó rất là mất thời gian do đó giả sử bấm quá bấm quá mà mình muốn lấy lại biểu thức ý. thì mình ấn cho hết một cái vòng lặp của nó đi nhé đến y là hết vòng này đến đây rồi giả sử như bấm quá này thì mình đẩy mũi tên sang đây đó đẩy mũi tên đây nhá đẩy đẩy, đẩy mũi tên sang này Thấy chưa đó đẩy mũi tên sang này thì thực ra cái biểu thức này vẫn giữ nguyên này đó giả sử mình bấm quá đi đó thế lúc này là mình bấm lại thôi lúc này mình để can này là không phải x bằng 1 phần 2 nữa 1 phần 20 mà là x vẫn bằng 0 ví dụ đây thì bấm lại đây và y lúc này nó bằng gì nó bằng bao nhiêu đây y nó bằng À, bằng 2 chứ đúng không bằng 2 bằng 2 đó bằng 2 bằng rồi ấn tôi về là bằng thôi đấy bằng liên tiếp ví dụ trong trường hợp mà mình bấm quá là mình sẽ làm như thế đỡ phải nhập lại mất thời gian đến 2 nhé nhớ đến 2 đến 1 rồi rồi chạy qua 1 7 phần 5 rồi 8 phần 5 10 phần 5 là ok hai đây đó 9,8 9,8 thì nằm ở đáp án B rồi đúng không phải không nhỉ đúng rồi 9,8 đáp án B ok đó, câu số 3 là như vậy khá là đơn giản đúng không đó đây nhập nhanh thôi rồi đây ví dụ như trong trường hợp như thầy vừa nói đấy giả sử mình bấm quá giả sử bấm nữa đi đó bấm này mình bấm mát tay quá đúng không nhanh như này ô thế quá rồi chẳng hạn đúng chưa thì bây giờ hết rồi bấm y đây thì mình sẽ gì mình sẽ đẩy lại đó đẩy lại này xong mình lại can lại từ đầu đỡ phải nhập lại thôi đó, giảm một cái không nhập lại thì nó mới mất, mất thời gian ok rồi 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 đó Đấy chưa nhỉ? À, tí nữa ví dụ ta lấy biểu thức này ta sửa cũng được. Rồi. Ừ. Ok, à, câu số 3 là như vậy. À, tiếp tục ta sang câu số 4. Câu 4. Câu 4 này chúng ta có có gì? F x mũ 3 thì chúng ta sẽ khai căn mục 3 thôi. À, chuyển vế sang. Thì ta có F x mũ 3 thì bằng 4x mũ 3 nhân với fx cộng với x mũ 3. Rồi khai căn bậc 3 này người ta sẽ có chuyển luôn y nhé. Y phải bằng căn bậc 3 của 4x mũ 3 nhân với y cộng với x mũ 3. Thế này thôi. Đó. Và người ta từ 4 đến 2. 4 đến 2 thì hai đơn vị. Thì 2 trên 40 nó giống như vừa rồi đó 2 trên 40 thì mình sẽ lấy luôn biểu thức thôi bây giờ mình sẽ xử luôn nhá lấy luôn cái biểu thức vừa rồi đó mình sẽ hát nó sẽ là 2 trên 2 40 2 trên 40 là 1 phần 20 đó 1 20 thôi không biết cái chỗ này nó gần nhau không rồi cạn nó đi đây mình sửa luôn nhá x vẫn thế này bây giờ mình chỉ sửa mỗi cái thằng y phải thôi y phải là căn bậc 3 này xóa đi này căn bậc 3 tiếp căn bậc 3 đây đó 4 x mũ 3 nhân với y đúng không nhân với y rồi cộng với x mũ 3 ok đó mình sửa rồi mình, mình can thôi can x là lúc này bệnh bằng 2 y bằng 7 phần 4. Rồi bằng ấn bằng liên tiếp thôi. Bây à, giờ nó bằng 4 thì dừng. Phần 20 thì khả năng hơi nhỏ. Mấy thằng biết. Hơn 3 rồi đúng không? 31 phần 10 hơn 3 chút. Chuẩn bị đến 4 đấy đúng không? 7 phần 2, 7 phần 2, 3 phần 5 rồi. Đến rồi đúng không? Đây 4 này. Đó, 22. 22,74, 22,74. Rồi. Ok chưa? Đó. Mình cứ đẩy lại đây đã, đúng không? xong mình ấn AC xem nào để tí đấy bây giờ nha mình xem bốn cái đáp án này xem đáp án nào nó là sấp xỉ 22,74 nhá xem 40 căn 5 rồi chữ 1 đi cho 2 bằng à. 44 chỗ này là 44 này 44 thì xa lắm đúng không rồi, tiếp tục 20 chia 4. À xem có cần dấu không? Đây chia 4 luôn. sửa chỉ 4 luôn. Chia 4 bằng 22, đấy, nhìn này khả năng đáp án D, khả năng đáp án D rồi. Đáp án D 22, phải bao nhiêu đây? 22, phải... 2, phải bao nhiêu đây? 11. 21 rồi tiếp tục <laughs> đến 4 thì sang này lăng cao đã bán đi rồi đến 20 20 căn 5 1 chừng 4 rồi 10 cái này 10 thôi đây chia cho chia cho 2 21 đấy một thằng 21 một thằng 22 rồi ok đến đây thì chúng ta thấy rằng là à, có một sự băn khoăn đúng không chỗ này là 21 này 21 phải bao nhiêu đó 21,86 chỗ này là 22,11 22 đúng không? Thế bây giờ 22,74 này cũng à, không biết là nó gần thằng này hơn hay gần thằng này hơn mà chúng ta chú ý đó là tức là đáp án C hay đáp án D à, hai cái đáp án này thì thì chúng ta mới là cái cái quan trọng này thế còn đương nhiên a và B là loại rồi Thế bây giờ nó là C hay nó là D thì chắc rằng chúng ta là phải bấm thêm một lần nữa bởi vì chúng ta thấy rằng khi mà nó càng nhỏ thì lại càng chính xác đúng không đó. càng nhỏ càng chính xác ta xem là mình có lấy lại được cái biểu thức vừa rồi không đây, thấy nha không được rồi, đúng không? đây, ta xem là có lấy lại không ta phải nhập lại, chắc không được, đó, chắc không được rồi, ok, ta phải nhập lại, ta nhập lại và ta sẽ bấm lại xem là ta xem nó chiều hướng như nào, còn đến đây, bởi vì nó tính gần đúng, nó không thể, à, chúng ta không thể, thể thể mạo hiểm được, đúng không? thực ra bây giờ chúng ta thấy là khi mà chúng ta lấy cái thằng à, hát này nó bằng 1 phần 20 nếu mình cho H nhỏ thôi H bằng 1 phần 40 đi thì cái kết quả nó sẽ tiến sát vào cái kết quả đúng đó tức là bây giờ mình đang là 2,74 thì nó sẽ tiến sát về một cái kết quả nào đó nếu nó vượt giả sử khi mà 1 phần 40 nó vượt qua cái chỗ mười mấy nó giảm xuống một chút xíu đó hoặc xuống về đến 22 Thấy chưa từ 22,74 mà về đến gần 22 hơn tức là vượt qua cái số 11 này thì khả năng nó sẽ là đáp án C đó là tiến về điểm này đó Thế còn nếu như là cả ngày nó còn tiến về đây nó không vượt qua đây nữa thì người ta sẽ chốt cái đáp án đi thông thường như vậy Đấy, không vượt qua cái giá trị này về về điểm về giới hạn về điểm này về, giá trị này thì ta sẽ chốt đáp án đi chúng ta chú ý nhá đó Thế bây giờ mình sẽ bấm này mình sẽ bấm nha bấm lại nha đó mất thời gian đúng không thì đương nhiên rồi cái thằng này là gần đúng mà chúng ta phải mất thời gian một chút đó nó sẽ bấm lại là x bằng x cộng với giờ một phần bốn mươi mình có thể mình cho 60 đi chẳng hạn 60 thì nghe chừng nó hơi rồi 60 thì bấm lâu lắm cả nó đi đúng không đó 1 phần 60 nhân với y phải y phải chính là căn bậc 2 4x mũ 3 nhân với y cộng x mũ 3 Ok bây giờ can x bằng 2 y bằng 7 phần 4 rồi giờ ấn đây Bây giờ ấn mỏi tay đúng không? Đó, ta cứ ấn để ấn thoải mái, còn lâu nó mới đến được đến đoạn đấy đúng không? Mình vẫn liên tiếp liên tiếp. nói thế thôi không phải lâu lắm đâu, sắp đến ba rồi, đúng không? Đấy ba rồi, qua ba rồi, tức là một, một giá trị một khoảng rồi. Đó, nói lâu cũng không phải đâu, khoảng độ ba giây, 40 à một phút, hai phút thôi. Chúng ta đang được bao nhiêu phần năm rồi hai mươi phần 5 là bốn đúng không đó có sao giá trị to thế mình có nhầm đâu nhỉ 4x mũ 3 cộng với sao nó giá trị nó nó nhảy to cái này nhỉ một phần 60 mươi Đến đâu rồi? Hay là vượt quá rồi? 15 phần 4. 15 phần 4 là 16 phần 4 thì mới là là 4 cơ mà. Cũng ép tại 4 mà. Cô lên lên 100 linh mấy giờ cơ? Mình có nhầm đâu không nhỉ? đây bốn đây một trăm bốn mươi mấy một trăm bốn mấy thì không đúng rồi đúng không? để xem có bị nhầm bấm nhầm đâu bốn x mũ ba ôi căn bậc đấy trời 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 một quái sao nó thế bởi vì đây căn bậc ba cơ mà một quái vậy đúng là bấm mất thời gian quá nhỉ căn bậc ba nào căn bậc ba cơ mà trời sao nó khác sai xa thế đó nguy hiểm nguy hiểm lại bấm lại rồi bây giờ mình can mình bấm lại nha đó thì bằng hai y bằng bảy uh, phần bốn đó sao một quái sao nó khác thế ở đây đó lại mỏi tay

tức nó giảm qua cái thằng gì 22,11 rồi đúng không vậy nó sẽ tiến về cái đáp án C đó 22,11 mình bấm vừa rồi sắp xỉ 2,1 bao nhiêu mà đây kết quả vừa chúng ta bấm ấy nó cho nhỏ ấy. thì 22,099 nó vượt qua cái tức là nhỏ hơn cái 21 tức là vậy nó tiến về đáp án C vậy ta mạnh dạn quanh đáp án C ok chưa đó mà ta chú ý Đấy nó là nếu như mà càng cho nhỏ nữa ta bấm chữ khó nhỏ nữa thì nó sẽ về 21,86 sát sát chỗ này ngay. Ok. Rồi nói tóm lại nó hát càng nhỏ thì càng chính xác, bấm lâu thôi, mỏi tay thôi. Đó, mất thời gian. Nhưng tuy nhiên thì trong trường hợp mà chúng ta không làm được thì ta ngồi bấm cũng vẫn ra kết quả là ok rồi. Được chưa nhỉ? Những cái bài này ví dụ mình không biết làm tự luận chúng ta ngồi bấm thôi. Đó, chữ chịu khó ngồi bấm được. Ok. Đó, cái cách mà khi mà hai kết quả là sát nhau, người ta bấm một lần lần nhất và lần thứ hai Đấy. Nói tóm lại là lần thứ hai nó rất là nhỏ Đấy, xem chiều hướng di chuyển nó như thế nào nó tiến sát về cái điểm nào Đó, ok đây câu số 4 là như vậy để chưa nhỉ à, tương tự câu số 5 nhé câu số 5 thầy cũng uh, rút luôn này <laughs> chúng ta rút ngay cái thằng f phải đi không âm đúng không đạo hàm không âm tức là f phải dương đấy thì lúc này ta rút ra này. Đâu, y phải luôn này. Y phải bằng bao nhiêu? Y phải này Bằng căn bậc 2. Căn bậc 2 của cái gì đây? Chúng ta sẽ có 1 cộng với Y qua Chia cho đúng không? Chia cho. À, y mũ 4 nhân với X bình cộng 1. Thì X bình cộng 1. Và nhân với Y mũ 4. Đó. Hay chúng ta có thể là Tôi cứ để định được, coi như để nguyên đây. Rồi bây giờ ta bấm thôi. Vẫn thế. Và đây chỉ có mấy đơn vị, một đơn vị, một đơn vị để F1, F1 thì chúng ta sẽ chia cho 40 thôi, bấm khá là nhanh. Đó. Thì thực ra chúng ta chỉ hơn kém như 3/2 này đến 2 là là chúng ta thấy lệch nhau có có lửa đơn vị thôi, cũng rất là sát nhau các kết quả, rất là sát nhau. Đó. Có thể bấm gì? Chúng ta bấm nhỏ một chút nữa để chúng ta xem như nào. Đây mình sẽ bấm 1 phần 60 đi đúng không? 60 được x bằng x cộng với 1 phần 60 rất là nhỏ đúng không nhỉ? Đó. Y bằng cộng với Đây 0 đến 1 mới tăng đúng không? 1 phần 60 Y phẩy căn ấn thức 1 cộng y mũ 3. Rồi người ta chia cho x bình cộng 1, <laughs> x bình cộng 1. Nhân với y mũ 4. Rồi ok, rồi ta can này. Y bằng 0. Y bằng 2. Rồi bấm liên tiếp này. Rồi. 2,6 2,6 thì uh, nó thuộc IC đúng không từ 5 phần 2 cho đến đến 3 đó chắc rồi chuẩn rồi đấy 2,6 mình cứ mạnh dạn khoanh đáp Văn C nha yeah. ok đó thực ra nó khá là nhạy cảm đúng không bởi vì nó khá là săn nhau thôi 5 phần 2 là 2,5 rồi rồi kệ nó đi nếu có thời gian ta bấm thêm là khoảng độ 1/80 là chúng ta sẽ sẽ chính xác luôn đấy là nó khoảng nào. 1/80 nó sẽ tiến về điểm nào nó ta biết được chưa nhỉ? Ok, rồi. Thế đấy câu số 5 của chúng ta là như vậy. À, tiếp tục sang câu số 6, câu số 6 thì nó hơi khác một chút so với các câu trước, thứ nhất là người ta cho F tại P/2 và tính F tại P/3. Thế là pin 2 nó sẽ lớn hơn pin 3 do đó H nó ra sẽ phải âm nó hay nói x phải x bằng trừ đó và cái thứ hai mình sẽ bấm luôn cái kết quả à, bấm mấy cái kết quả này xem nó có sát nhau không để ta chọn cái H cho nó phù hợp đây ví dụ như là căn 3 cộng 1 trên 2 là bao nhiêu này căn 3 cộng 1 chia cho 2 bao nhiêu này đó 1,366 này đây là 1 0,366 này. cho chưa? căn 3 1 các là khác khá nhiều đúng không? Trừ mà. 0,366 này. Còn ngược lại đúng không? Chỗ này là trừ. Chỗ này sẽ trừ 0,366. Cũng khác nhau khá nhiều đấy, đông sát nhau quá đâu nhỉ. Đó, ok. 1 trừ căn 3 rồi ok rồi chúng ta sẽ xem xem là thứ nhất là mình chọn if đây y phải đáng nhỉ y phải hay để y y phải đấy y phải bằng bao nhiêu chuyển vế sang là y cộng với hai cố định rồi ok thế nào ta sẽ làm thôi bấm thôi nhớ nhá đây là giảm này giảm thì chúng ta À, chú ý là đây là có cốt x tức là hàm lượng giác nó phải để radian để chia nhận x bằng này x chúng ta đây là giảm pi trên 2 đến pin 3 là giảm xuống rồi đó pin 2 đó, lớn hơn pi trên 3 ok chưa đó thế do đó thì chúng ta phải trừ đi chúng ta thấy một khoảng là bao nhiêu pi trên 2 trừ pi trên 3 thì sẽ là pi trên 6 mình nhớ pi trên 6 mà chúng ta chia cho 20 đi đúng không hay là 30 40 đi pi trên 6 mà chia 40 là pi 40 đi nhỉ là ship pi chia cho 6 khoảng này từ đây đến đây là có pi trên 6 thôi pi 6 mà chia cho 40 là 40 x 6 là 240 240 cơ 2 40 à, chúng ta pi trên thì nó mình phải xem cái pi trên 3 là tầm khoảng bao nhiêu pi 3 là 3,14 chia 3 thì chắc khoảng 1, bao nhiêu đó đúng không nhỉ? Đó, phải chú ý. Không lúc là ta sẽ không tính đâu. Không nó hiện ra pi trên 3. Thế giờ chỗ này chúng ta phải Đầu tiên là mình phải tính pi 3 nó sắp xỉ bao nhiêu đã. Ta biết nhá. Không này chúng ta sẽ uh, xóa này đi đăng pi trên 3 này ship pi chia cho 3 là 1,047 chúng ta nhớ là pin 3 là 1,047 19 đó để tí chúng ta sẽ tính đến gần đến cái đoạn này ta phải dừng được đến đúng cái giá trị này dừng nha thì mình tính ra như thế thì x này bằng này x cộng với y chia 240 240 đó 40 lần đấy đúng không alpha y bằng y trừ đi p chia cho 240 nhân với y phẩy y phẩy lúc này chính là y cộng với 2 cố định đóng ngoặc đóng ngoặc rồi ok đấy đúng không em đúng như thế nào rồi chắc là đúng rồi đấy rồi về can thôi x bằng pi trên ship đi chia cho hai bằng y 1 một rồi bấm thôi. đấy nó đang 1,6 bao nhiêu? Cứ đến tầm khoảng 1,04719 phẩy chết rồi. Căng 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 căng. Mình bị sai, mình ấn lên lại đi. Thế cứ tăng dần lên. Cái này phải trừ đi chứ. Đó, cái này trừ chứ, đúng không? Rồi, cái này căn lại. Ê, nhìn này. Hai cái nó hỏng ngay, một. Rồi. Đó. À đây nó cũng báo pi đấy, đúng không? Đấy. Hy vọng nó sẽ báo pi đến 3. Mình đỡ phải. Đây nhìn này bao nhiêu pi nó có pi đấy nói tóm lại là đến đoạn này lại không thấy pi được nữa rồi đó ta nhìn thấy sắp xỉ rồi cũng x bằng thêm xem chưa đến đâu nhỉ không không tám mà không bảy 4 đây chính án đây đó 1,03 1,03 thì chúng ta thấy ở đâu cái gì đấy y mình phải lấy lại biểu thức nha lấy lại giá trị này 1,03 thì không phải rồi x này đây 0,035 0,035 là nó một đây 0,035 đây 0,035 thì nó chắc là nó gần 0,366 366 rồi. Ờ 0,357. Rồi, đáp án B. Đúng không? Mình sẽ mạnh dạn khoanh đáp án B. Đó. Ok. Đó câu số 6 là như vậy. Được chưa? Rồi, nó sang câu số 7. À, câu số 7 này thì trước tiên nó cũng tăng tạo thế nó giảm này. Nó 2 rồi đến 1 nó cũng giảm. Chưa? Rồi có y phẩy luôn này, y phẩy bằng 4x mũ 3. Nhìn đi bình. Quá là ok. Và tạo bấm này, bấm 4 cái đáp án này xem kết quả nó ra làm sao. Nha. Bốn đáp án này thứ nhất là trừ 391 phần 400 trừ 0,9 đây này. Sấp xỉ trừ 0, Rồi. Trừ phần là xấp xỉ -0,97. Rồi. -1/4 là 0,25 do đó chia 10 nữa thì xấp xỉ -0,025. Đúng không? Rồi tiếp tục trừ 41 phần 400 Thằng này sấp xỉ trừ 0,1 0,25 Đúng không? Và đây đương nhiên là sấp xỉ trừ 0,1 Rồi Ở đây chúng ta thấy là kết quả này khá xa nhau nhưng hai thằng này lấy rất gần nhau ơn kém nhau có 0,25 thôi 025 thôi rồi chắc là chúng ta phải lấy cái bước nó nhỏ nhỏ một chút đúng không đó ở đây 2 đến 1 2 đến 1 một đơn vị thôi mình để cho rất là nhỏ nhá xem nó như nào đó rất là nhỏ rồi ok mình sẽ cho nhỏ xem nó tiến sát vào thằng nào đó Ok thì mình sẽ là x bằng này. X chắc chắn là trừ đi rồi. Trừ đi. Mình 1 phần 80 đi nha. 1 phần 80. 1 phần 80 nhỏ quá. Đấy, bấm hơi mỏi. Mà thôi kệ nó đi. Ờ, à, trừ đi 1 phần 80. rồi nhân với y phẩy phải, y phải là nhân với 4 x mũ 3 nhân y bình rồi ok can x bằng 2 rồi y bằng trừ 1 phần 25 ok bằng rồi bấm thôi Bây giờ xuống đến 1 Ôi oh, 80 thì mỏi lắm bấm mỏi lắm Đây, Cứ cố thôi Một đơn vị là cũng nhanh lắm mà 0.07 0.07 chắc chỉ có C hoặc C hoặc D thôi đúng không cũng phải 25 vượt qua rồi không phải không 25 vượt qua rồi thì chắc cướp mới đến 08 186 89 rồi 99 không phải 09 trừ 92 có à, 11 phần 10 lớn hơn 1 rồi đúng không 87 thôi Ủa 93 Đó Chưa không phải 09 Đây chúng ta sẽ lấy lại xem là các giá trị nào Đó 5, 7 11 98 Đấy tóm lại là trừ 0,09 trừ 0,09 thì nó sẽ sát với D đúng không? Thôi mình cứ mạnh dạn khoanh ý D đi. Đó. Trên chưa nhỉ? Đấy. Ê, chúng ta sẽ có ý D. Còn nếu muốn chắc chắn nữa chúng ta lấy sẽ cho nhỏ nữa. Cái nhỏ xem nó tiến sát nó có vượt qua cái cái trừ 0 không? Nếu vượt qua trừ 0,1 tức là nó sẽ tiến tới trừ 0,1025. Đó. Đấy. Tức là mình đang nó đang trừ -0. gì? -0. 0,9 mà nó vượt qua cái ví dụ trừ nó trừ 0,1 chẳng hạn ví dụ này thì chúng ta sẽ quanh C đó với nó vượt qua cái giá trị trừ một rồi nó vượt qua đấy rồi đó thì trong trường hợp này thì chắc là chúng ta sẽ 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 phải làm thêm một lần nữa cho chắc chắn à, chúng ta cứ mạnh dạn khoanh đáp án D lúc này thì 50 50 thôi mạo hiểm một chút được đúng không nhỉ à. Ok nếu thiết kế cái đáp án nó sát nhau như này khá là nguy hiểm như nhau thì đấy là câu số 7 của chúng ta như vậy. Ok chưa? À, cuối cùng sang câu số 8. Cái câu số 8 này thực chất thì chúng ta thấy cái dạng này chúng ta thấy khó mà truy hồi được. Đúng không? Truy hồi không được đâu. Đấy, bởi vì thực ra là người ta cho dạng này. Và những cái bài toán cho rằng ABC ấy, tham số là chúng ta không truy hồi được. Vì truy hồi nó là gần đúng. Và gần đúng thì chúng ta kia nó chính xác thì chúng ta không làm được. Thằng này F1, F2 cái thứ này gần như là điểm F2020 thì chúng ta sẽ không làm đâu. À, tuy nhiên đến bài này thì thầy vẫn cho ở đây với cái dạng này này. Chúng ta vẫn có thể sử dụng một phần Casio kết hợp với tự luận. Đó thì cái dạng tự luận này thì chúng ta thấy là à, chúng ta sẽ rút ra, rút ra cái thằng à, thầy sẽ làm kết hợp tự luận với Casio để giải quyết cái dạng toán này nhé. Tức là ứng dụng một phần Casio thôi, chứ không phải là truy hồi để Đó, thì chưa nhỉ? Đó, chúng ta sẽ rút f và x này chia cho f bình x. Đó, bằng gì bằng 2x uh, cộng 1 đúng không nhỉ rồi ok 2x cộng 1 thế bây giờ chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ chú ý là bây giờ mình lấy sẽ lấy nguyên hàm hay vế đó đi nguyên hàm này đi rồi nguyên hàm này chúng ta biết là nếu ta đặt t bằng fx thì chỗ này chính là f và x chính là dt hay nói khác là ta có dt chia cho t bình đấy Rồi bằng bên này nguyên hàm này có phải x bình cộng với x cộng c à? và dt trên t bình chính là trừ một trên t bằng x bình cộng với x cộng c hay nói cách khác là ta có trừ một trên FX. x bằng x bình cộng x cộng c ok chưa bây giờ người ta cho f tại một thì bằng trừ 1 phần 2 Vậy thì F tại 1 bằng trừ 1 phần 2 thì ta sẽ thay vào đây Đó, Thay cái thằng 1 vào đây thì ta sẽ có là X bằng, X bằng 1 thì ta sẽ có là trừ 1 chia cho F 1 thì bằng 1 cộng 1 là 2 2 cộng C à, và lúc này ta sẽ có bằng trừ 1 phần 2 thì chỗ này hết rồi đúng không? Nói tóm lại C sẽ bằng 0 thêm bằng 0 thì lúc này ta sẽ rút ra được cái gì? À, ta rút ra được là à, fx. fx chính là bằng trừ 1 trên x bình cộng 1 cộng x. Đó. Đây có fx rồi thì bây giờ mình bấm thôi. Nhưng tuy nhiên đây 2020 thì bấm kiểu gì? Thì mình sẽ à, gọi là giản lược. Đấy, mình sẽ để lấy 20 thôi. Lấy số cuối thôi. 20 thôi. Tức là mình sẽ dùng f tại 1 cộng với F tại 2 cộng chấm 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 cộng F20 thôi. Đó mình giản lược lại. Thì những cái gì đó mình sẽ bỏ hết để mình trước đi, chúng ta xem sẽ một kết quả bao nhiêu. Mình bấm máy này. Mình bấm máy có chức năng là tổng sigma. Đây. Chúng ta sẽ tổng sigma ship tổng sigma này được chưa? Cái hàm Fx đây, đúng không? X bằng gì? Từ 1 2 3 đến 20. Chúng ta sẽ có lại trừ đi của uh, một 1 chia cho x bình cộng 1 x bình cộng x chứ rồi x từ 1 đến đến bao nhiêu đến 20 ấn dấu bằng đó là trừ 20 phần 21 vậy chúng ta trừ 20 phần 21 trừ 20 phần 21 này chúng ta có đáp án A đó thì chia nhỏ rất là nhanh đúng không kết hợp rất là nhanh nói tóm lại là cái câu số 8 này chúng ta sẽ không sử dụng truy hồi được đâu Đấy. và ở đây thì thầy cho cái dạng này để chúng ta sẽ sử dụng cũng có một chút để trong trường hợp mà casio những cái dạng này là chúng ta có thể sử dụng được à, kết hợp với tự luận ok à, như vậy thì nội dung của cái uh, phần này thì uh, thầy kết thúc ở đây và chúng ta sẽ uh, làm cái phần bài tập áp dụng và cái, cái 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 file mà thầy sẽ tính kèm với chúng ta yeah. ok rồi xin chào các em